Hello, xin chào các bạn nha. Đấy, mình đang làm kinh động đến con kỳ nhông con rồi các bạn. Đây, các bạn đang thấy một con kỳ nhông con đang nằm trên ngọn của cây rau ngót các bạn. Đây, trên lá của rau ngót. Nó có đó. Và nó còn nhỏ, có đó đấy các bạn. Đây, rất là nhỏ. Đây, chúng ta bắt đầu sợ sệt rồi nha các bạn. Đây. Có thể so với lại ngón tay của mình nha các bạn. Đây. Đây, ngón tay của mình đây. Mà con kỳ nhông nó to cỡ nào các bạn? Đây, đó. Các bạn này so sánh, một so sánh rất là tuyệt vời nha các bạn. Đây. Rất nhỏ nha các bạn. Đây. Ta bắt đầu sợ rồi nha các bạn. Thì mình thì không thấy xung quanh con mẹ nó nha các bạn. Đa số các kỳ nhông con đều tự lập từ nhỏ các bạn. Đây. Những cái móng vuốt rất là nhỏ các bạn. Cái đầu con này thì nở được khoảng tuần nữa các bạn. Đây, vừa có con trùng bay qua nè, có cảnh giác này các bạn. Nguồn thức ăn của nó nhỏ này cũng rất là khó bắt những con to nha các bạn, chỉ bắt được những các con nhỏ thôi nha các bạn. Đây, chiều dài thì chắc to bằng 3 cái lá rau ngót, kích thước thật là nhỏ đúng không? Đã lâu rồi mình không bắt gặp được những con kỳ nhông nhỏ như thế này, nhưng mà có thể là không phải mùa sinh sản nó, hoặc là đây là mới bắt đầu thôi nha các bạn. Lần trước thì cho các vi giao clip ngắn của mình về kỳ nhông thì có rất là nhiều kỳ nhông nhỏ nha các bạn, vào đúng khoảng tháng 6, tháng 7, tháng 8 và đi đầu tháng 6 rồi, có khi là vào mùa rồi nha các bạn. Ta có vẻ rất là lạ lẫm đúng không? Đây, mình sẽ lấy tay mình sờ đuôi nó. Ây da. Đấy, đảm bảo là kỳ nhông con thật 100% nha các bạn. Thôi mình cứ để nó sống tự nhiên nha các bạn. Thôi để cho nó ngủ sớm nha các bạn. Trẻ nhỏ thì em đi ngủ sớm rồi. Đó, ban ngày nó phải đi kiếm thức ăn cho nó đấy các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Tạm biệt các bạn nha. Tạm biệt kỳ nhông. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào.